Thưa quý vị, sáng nay, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết, khái niệm mua bán người trong dự thảo luật cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, phúc đáp yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng chống mua bán người, bảo đảm tiệm cận với các điều ước quốc tế về phòng chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, khái niệm mua bán người đã được kết hợp đủ 3 yếu tố: hành vi, mục đích, thủ đoạn. Thảo luận góp ý về dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi, các đại biểu đều cơ bản thống nhất nội dung và đề nghị bổ sung làm rõ thêm hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người. Khái niệm về hành vi mua bán người và cái hành vi mua bán người này thì áp dụng với cả người đủ 18 tuổi trở lên và người dưới 18 tuổi trong trường hợp có sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, lừa gạt hoặc là thủ đoạn khác. Nhưng ở khoản 2, cũng ở đoạn 2, ở khoản 2 thì đưa ra khái niệm về mua bán người thì là chỉ áp dụng với người dưới 18 tuổi trong trường hợp không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác. Thì tôi đề nghị là tiếp tục rà soát, nghiên cứu và lựa chọn cái cách quy định về khái niệm này để dễ hiểu và dễ tiếp cận. Về hỗ trợ pháp luật đối với người nạn nhân và người trong quá trình xác nhận là nạn nhân, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ. Về hỗ trợ pháp luật ấy, thì chúng tôi cũng rà soát và thấy rằng là hiện nay pháp luật chúng ta chưa có quy định nào với việc hỗ trợ pháp luật. Trong khi ở điều 43 thì cái hỗ trợ pháp luật được quy định là gì? Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ pháp luật bằng cách được tư vấn để làm thủ tục đăng ký cư trú, hộ tịch, làm căn cước, nhận chế độ hỗ trợ. Nếu là tư vấn để làm các thủ tục như vừa nêu thì phải chăng nó cũng là hoạt động trợ giúp pháp lý? Về nội dung quy định cấm mua bán bảo thai, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bảo thai, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc bổ sung quy định, tuy nhiên vẫn còn ý kiến trái chiều về sử dụng từ ngữ nhằm bảo đảm quy định chặt chẽ trong dự thảo luật. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp và chỉnh lý, trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công chứng sửa đổi.